kẹt xe sao? Trời ơi, ông yên tâm đi, giờ đó làm gì kẹt xe, tôi đi hoài tôi biết mà. Tôi sẽ nhắc Kỳ về đúng giờ. Ừ. Vậy nha, vậy tụi mình cứ theo kế hoạch mà làm. Biết trước vậy không? Nghe lời Kỳ đâu. Giờ không biết làm cách nào đối phó với cô Khanh nữa. Đáng ghê rồi, lỡ mà. Kế hoạch đại nghịch bất đạo này là của cậu phải không? Không, không phải con đâu con. Vậy thì của ai? Dạ, tất cả kế hoạch là của Kỳ hết đó con. Cậu xúi giục con gái tôi đúng không? Không phải con đâu mà. Nhận tôi đấy. Không phải con. Kiểu này chết chắc luôn á. Đạt. Kiểu này. Đạt. Sao vậy? Cậu có bạn gái đúng không? Có bạn gái đúng không? Gì? Có thư tình chứ gì? Tao biết hết. Trả. Không. Trả cuốn sách cho em. Có thư tình trong này chứ gì? Thì hai này kỳ quá. Thư tình gì bạn gái gì ở đây? Chứ sao giờ này lại lạ kỳ kỳ? Có gì đâu. Thôi. Chị hai ăn hết mình chị hai luôn đi. Em ăn nữa. Ê! Ăn trái cây đi. Không. Tiền. Alo. Alo, con gái. Con trả nợ hết cho ba rồi hả? Bà biết con có tiền mà. Đây là lần cuối cùng con trả nợ cho ba. Ba nghe rõ nha. Biết rồi, biết rồi. Nếu mà lần sau ba còn mượn tiền tụi nó nữa thì ba tự lo đi, con không có lo được đâu. Dầu tràm Khuynh Diệp Ích Nhi, sản phẩm số 1 trong dòng sản phẩm chứa tinh dầu tràm, tinh dầu Khuynh Diệp. Xin lỗi con. Con cố tình đâu con. Xin lỗi con. Xin lỗi con. Ủa mẹ. Sao? Ông làm gì vậy? Ủa gì? Học biết khùng hả? Bỏ xuống ra. Khùng rồi. Mẹ. Sao tụi con đang học mà mẹ vô chứ dạ? Tụi con phân tâm học sao được? Mẹ biết rồi. Mẹ chỉ đem trái cây vô cho tụi con thôi mà. Mẹ thả liền. Đúng rồi đó. Con có sao không? Dạ. Ủa? Mà sao phòng mở máy lạnh mà tụi con mở cửa sổ chi vậy? Tối là muỗi nó vô dữ lắm á nha. À, tại vì Đạt cái mẹ bị xoan muỗi cho nên là không có chịu được máy lạnh. Chút xíu rồi tụi con đóng lại sau. Vậy hả? Dạ. Mà mẹ, tụi con đang học bài căng thẳng mà mẹ cứ vô về hoài sao tụi con học được? Mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Nè, tụi con ăn trái cây đi rồi học tiếp nha. Rồi, tụi con biết rồi. Mẹ đừng làm phiền tụi con nữa. Đi, mẹ đi ra nè. Học đi. Nhớ nha. Mẹ dạy tụi con học á. Công nhận hay thiệt luôn á, đúng giờ luôn á. Nhưng mà mốt tôi không làm cái này nữa đâu, sợ lắm. Trời ơi, sao ông nhát quá vậy? Con nhiều mà cũng không dám làm nữa. Bà hay quá ha, xíu nữa là bị bắt rồi đó, còn chưa sợ nữa hả? Trời ơi, sợ gì, kế hoạch của tôi hoàn hảo vậy thôi chứ. Hoàn hảo cái gì mà hoàn hảo? Tôi cũng sợ muốn chết luôn vậy. Mấy người đúng là nhát gan mà. Thôi mà nói rồi đó, mốt không có làm được mấy cái giống vậy nữa đâu. Ông ngon không làm đi, cứ đặt luôn á. Hồi nãy có ở đây không mà biết. Sao? Sao? Gì? Hồi gì? Nãy cô Khanh mà gõ cửa một cái á. Muốn gì? Muốn gì? Ướt luôn cái thảm này luôn á, chứ giỡn. Nhát gan, thỏ vậy. Thôi đi, lần này nữa thôi. Tuần sau là thi rồi đó, bà ráng mà ôn tập giùm tôi một cái. Thôi được rồi, tôi đảm bảo là sẽ qua hết.
Để coi, thôi thì tôi đây sẽ bao hai người trà sữa nguyên tuần được chưa? Ê mà nè, hình như tuần sau á có một cái phiên chợ đồ cũ ở khi đôi ta biết nhau ngày đầu tiên, cảm xúc lúc ấy rất ngây ngô hồn nhiên, chẳng nghĩ đến những điều xa xôi, chỉ cần hai ta luôn có nhau mà thôi. Sau bao năm tháng ta phải kề vai, mình tay trong tay mỗi lúc sớm mai, dìu em đi qua từng nỗi buồn vui, đi qua ngàn muôn bao giờ. Nơi này tận trái tim, anh nguyện yêu người mãi thôi. Em là những hạnh phúc cho riêng mình anh, tình ấy cho riêng em thôi. Tiền đi giả ngoại nè. Cảm ơn chị hai. Còn đây là cái áo. Trời, thôi đã cho tiền rồi còn mua áo chi cho tốn kém vậy? Năm cái áo, hai quần đâu có gì đâu nhiều. Năm cái áo, hai cái quần là 7 cái, là mỗi ngày mặc được một cái mới luôn á, mà chị hai nói không nhiều. Thôi, có được rồi. À mà nè, cuối tuần này nó đi đâu? Dạ, trường em tổ chức đi hướng nghiệp á. À đúng rồi ha. Năm sau là vô đại học rồi, tính chọn ngành gì chưa vậy? Dạ chưa. Này hai nói nè, bất kể ngành nào không được, miễn anh thích là được. Phải học đúng cái ngành mình thích thì mới đeo đuổi lâu dài được. Tiền không có lo đâu, hai lo cho. Nghe chưa? Phải học hành đàng hoàng nghe chưa? Biết rồi. Nghe chưa? Thì chị hai cũng phải vậy nha. Ủa hai sao? Ý là em thấy chị hai cứ lo cho em với ba quá, rồi chị hai không có làm được cái công việc của mình thích nữa. Là sao? Hai vẫn đi làm mà. Phải. Đợi em xíu. Gì vậy? Đây, cái này nè. Mấy cái tập truyện mà chị hai vẽ từ nhỏ đó giờ em giữ lại hết trơn luôn á. Trời ơi. Em còn cất trong kia nhiều lắm. Trời ơi, vẫn giữ luôn á hả? Lâu lắm rồi hả? Dạ. Em á, với tụi bạn em mê chuyện của chị hai lắm. Nhớ hồi nhỏ không có tiền mua chuyện không? Vô đọc chuyện của người ta không à? Thì đó. Thì tại vì như vậy á, cho nên là có những cái cuốn truyện của người hai như vậy nè, cho nên là em với tụi bạn em rất là thích luôn. Nhớ là chuyện hồi xưa vui quá hả? Ước gì chị hai tiếp tục vẽ tranh ha. Mỗi lần em thấy chị hai vẽ tranh, chị hai vui lắm. Tự nhiên ở đâu mà ra, tôi biết ai đâu là ba. Làm rối cả mùa mọi thứ từ đó mới dần thay đổi tất cả mà ba ơi. Thứ con cần là một mái ấm mà ba ơi. Đã là một gia đình phải nắm, dù gặp phải hài hay bi, mọi thứ phê bày ngay khi có gì là khó khi cùng đồng lòng vì gia đình là số một. Cứ thì mãi mãi ta là gia đình, là một chuyện rộng lớn lớn hơn bản thân mình. Dù buồn phiền thì bước hết đi còn lo gì, vì tình yêu này là duy nhất. Mặc dù đời lắm lúc hay còn trêu đùa, thời gian là mình phải sống ngay dù bao mùa.
nhâm nhi là phía